cháy lớn, chủ nhà vẫn ngủ ngon lành tới tận khi lính cứu hỏa xông vào. Nhà có cháy lớn nhưng chủ nhà vẫn ngủ ngon lành đến tận khi lính cứu hỏa xông vào tìm kiếm cứu nạn. Người đàn ông vẫn còn đang say sưa, không hề biết gì. Sự việc khó tin xảy ra ở một khu chung cư ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng nửa đêm gần sáng, một đám cháy dữ dội bùng phát trên tầng 2 của một cộng đồng cư dân ở Trường Hưng, thành phố Hồ Châu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường để giải cứu. Do đêm khuya, ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên lính cứu hỏa không dám bất cẩn, lập tức xông vào phòng tìm người. Lính cứu hỏa lần lượt kiểm tra các phòng bên trong, bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nằm trên giường ngủ ngon lành, còn nghe rõ tiếng ngáy. Trong lúc nguy ngập, người lính cứu hỏa hét lên, chủ nhà, cháy rồi, cháy rồi. Người đàn ông bị tiếng la hét của lính cứu hỏa đánh thức nhưng ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ. Anh nửa mơ nửa tỉnh nói, cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Mãi cho đến khi bị lay tỉnh và được thông báo rằng có hỏa hoạn, người đàn ông vẫn còn hơi bối rối về tình huống này. Anh hỏi, nhà tôi có cháy à? Giọng điệu của người đàn ông rất khó tin, hoàn toàn không nhận ra rằng ngôi nhà đầy khói. Sau khi tỉnh táo hơn, người đàn ông đeo kính vào và nhận ra có hỏa hoạn thật, suýt chút nữa anh đã táng thân trong ngọn lửa mà không hề biết gì. Hiểu rõ hiểm họa, người đàn ông nhanh chóng đi theo lính cứu hỏa ra ngoài. Sau đó, lực lượng cứu hỏa cho biết, chính nhân viên an ninh của khu dân cư đã phát hiện ra đám cháy, ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách và nhà bếp của người đàn ông. Sau khi phá cửa và cửa sổ xông vào, họ vừa tìm kiếm cứu nạn vừa dập lửa. Khi tìm kiếm, phát hiện trong phòng ngủ có người đang ngủ, có lẽ là bởi vì phòng ngủ kín, bị cách ly phần lớn khói, cho nên chủ nhà chưa gặp bất trắc gì. Hiện, nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ.